Hướng dẫn sử dụng giá bán nâng hạn này, làm sao cho mình đẩy lên nó thật là nhẹ nhàng và êm ái. Các bác để ý ở hai bên cái động cơ này nhé. Một bên trái thì nó thường là 1 đến 5 kg này. Bên phải thì 5 đến 7 kg. Tổng cái hai bên này nó sẽ là hỗ trợ đẩy lên được cho các bác là với cái trọng lượng của bát đĩa là lên tới 5 cộng 7 là 12 kg. Đấy, rất là thoải mái. Ví dụ khi mà nếu mà trong tình trạng nhá, cái chốt này nhá, mình rút ra thì là mình không dùng cái hỗ trợ lực này, không dùng hỗ trợ lực này, đấy, thì mình kéo xuống thì bình thường nó sẽ xuống đến tận bên dưới, nhưng mà đẩy lên này rất là nặng. Khi mà các bác có ít bát đũa thì mình có thể ấn một bên này vào, đấy, ấn một bên này vào để mình kéo xuống thì vẫn kéo xuống thôi. Nhưng mà nó có cái hỗ trợ đẩy lên, nó rơi là tầm khoảng dưới 5 kg. Đấy. Còn khi mà các bác ấn cả bên 5 đến 7 kg nhé, là hai bên nó đều có hỗ trợ lực đẩy lên này. Kéo xuống, bật lên, nếu mà không có bát đũa là nó sẽ không kéo được xuống hết luôn, nó bật lên thôi, tự bật lên. Đấy. Rất là êm ái. Có giảm chấn nhá. Đây các bác đây là giá bán nâng hạ của thương hiệu Hugo này, inox 304 này. Các bác có thể tham khảo nhé. Cảm ơn các bác theo dõi video. Các bác cần tư vấn chi tiết có thể liên hệ tôi số điện thoại 0904 734 656 nhé. Cảm ơn các bạn.